5 cho đường tròn tâm O bằng R. Và điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ hai thiết tuyến ABAC tới đường tròn B và C là hai thiết điểm. Y là một điểm thuộc BC, thuộc đoạn BC đấy. Sao cho là IB nhỏ hơn IC. Kẻ đường thẳng D vuông góc với OI tại Y. Đường thẳng D cắt AB, AC tại E và F. Chứng minh nha. Tứ giác OIBE, OIFC nội tiếp. IB, Y là trung điểm của EF. IC, K là điểm trên vuông nhỏ BC. Tiếp tuyến của O tại K cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Tính chu vi tam giác AMN. Nếu người ta cho là OA bằng 2R. ID qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt ABAC tại P và Q. Tìm vị trí của A để diện tích tam giác APQ nhỏ nhất. Giờ mình vẽ hình nhá. Đầu tiên mình vẽ cái đường tròn tâm. Hả? Bài đề cương nhá. Hôm nay mình theo lịch là mình học đề cương, còn buổi chủ nhật thì thầy chữa các bài bổ sung nhá. Khi nào học trực tiếp thì thầy dạy 19 chuyên đề luyện thi vào lớp 10, giống như cái file tài liệu mà thầy vừa giới thiệu ở trên nhóm đấy nhá. Tiếp này, để ý nhá, đã đọc vào bài phân tích này. Thì ta có là nếu OA bằng 2R nhá. Vậy thì mình vẽ trong cái trường hợp OA bằng 2R luôn, được chưa? Để mình đi tính chu vi của tam giác AMN. Rồi nhá, bây giờ bắt đầu vẽ nhá. Thông thường thì thầy vẽ từ cái tiếp tuyến từ bên trái nhìn sang bên phải thì dễ quan sát hơn, còn tùy các bạn. Giờ thầy định hướng trước, ví dụ như mình vẽ đường tròn tâm O bán kính bằng 3 cm thì cái đoạn này sẽ là bằng 6 cm. Rồi, thế còn câu D thì mình giải quyết sau nhá. Anh thì kẻ luôn câu D cũng được. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt ABAC tại PQ. Thôi rồi, tí nữa kẻ nhá. Rồi. Bây giờ mình đi chứng minh câu A. Câu A này. Nhá. Sau khi vẽ hình xong thì thầy nhắc lại đầu bài này. Nhìn vào hình phát biểu lại bằng lời. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Đoạn thẳng OA thì bằng 2R, mình lấy luôn theo câu C, được không? Rồi, thế OA ta cũng đối sau cũng được nhá, bởi vì mình chưa cần. Kẻ từ A nằm bên ngoài đường tròn kẻ hai thiết tuyến AB, AC, trong đó B và C là hai thiết điểm. Từ một điểm Y bất kỳ ở trên cái đoạn thẳng BC, nhưng sao cho là BI nhỏ hơn CI. Mình kẻ cái đường thẳng D, đây này, vuông góc với OI, nó cắt cái đường thẳng AB tại E, cắt AC tại F. Được chưa? Rồi người ta yêu cầu mình chứng minh tứ giác OIBE nội tiếp này, OIFC nội tiếp này. IB người ta yêu cầu mình chứng minh Y là trung điểm của thẳng EF. IC giả sử trong trường hợp OA trong trường hợp OA là bằng 2R, từ điểm K nằm trên cung BC, K
ta kẻ cái tuyến nó cắt cái tuyến tại K cắt AB, AC tại M và N. Thế yêu cầu mình tính chu vi của tam giác AMN. Được chưa? Trong trường hợp này là người ta cho cái giả thiết bổ sung đó là OA thì bằng 2R. Được không? Bây giờ mình đi chứng minh nhá, chứng minh tứ giác nội tiếp. Thì ta nhìn thấy ngay cái tứ giác xét tứ giác OIBE này, nội tiếp này. Bây giờ mình đi chứng minh hai tứ giác này, tứ giác thì viết yêu cầu I, B, E và tứ giác O, I, F, C nội tiếp này thì viết tắt nha. Được chưa? Bây giờ ta xét xem tứ giác OIBE nội tiếp là chứng minh như nào. Thì ta có là cái đường thẳng D ấy, người ta cho là vuông góc với OI, vậy mình có góc OIE bằng 90 độ rồi. Có góc ABO bằng 90 độ vì AB là tuyến. Vậy là mình sẽ suy ra được góc OBE cũng bằng 90 độ. Đó, đây ký hiệu vuông ở đây thêm nữa nhá. Để ta nhìn nó tiện. Như vậy hai góc này, góc đỉnh I và góc đỉnh B của tứ giác OIBE là hai góc bằng nhau bằng 90 độ cùng nhìn cái cạnh OE. Vậy là suy ra được tứ giác nội tiếp. Được chưa? Thế là mình đi chứng minh bổ sung trước nhé, tức là thầy đi chứng minh góc B này vuông trước thì ta dùng đến cái tuyến ta là vận này, vì vì cái đường thẳng AB đấy, AB là tiếp tuyến của cái đường tròn tâm tâm O theo giả thiết. Được. Nên ta suy ra cái góc ABO hoặc là mình suy ra AB vuông góc với OB tại B cũng được nhá. Ở đây mình suy ra vuông cũng được mà suy ra cái góc ABO bằng 90 độ cũng được. Thì thầy suy ra là OB vuông góc với AB tại tiếp điểm là tại tiếp điểm B. Được chưa? Mục đích để mình suy ra góc OBE nó bằng 90 độ. Bây giờ ta giải thích là vì AB nó thẳng hàng. Nên là nó mới vuông góc vào đây thì góc này sẽ bằng 90 độ. Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ mình chứng minh cái góc OIE bằng 90 độ. Chúng ta giải thích là vì được thẳng D thì vuông góc với OI nhá. Nên giả thiết vì đường thẳng D vuông góc với OI theo như giả thiết, nên ta suy ra góc OIE của mình bằng 90 độ. Được chưa? Do đó mình sẽ suy ra được hai góc này bằng nhau vì cùng bằng 90 độ, là góc OBE bằng góc OIE. Đấy. Ta suy ra góc OBE bằng góc OIE vì cùng bằng 90 độ. Đấy. Hai góc bằng nhau vì cùng số đo. Đóng một ngoặc ra. Được. Không đóng một ngoặc cũng được. Được. Mà hai góc này là hai góc có đỉnh liên tiếp của tứ giác mình cần xét nhá. Thầy lập luận như này nhá, mà mình có là cái góc O này, BE và cái góc OIE là hai góc có đỉnh liên tiếp, là hai góc có đỉnh liên tiếp cùng nhìn cạnh cạnh OE của cái tứ giác, tắt nhé, thể hiện chữ TG thay chữ tứ giác nhé, tứ giác OIBE. Do đó mình suy ra được tứ giác OIBE nội tiếp, mình tắt chữ nội tiếp nhé. Được chưa? Như vậy ta chứng minh cái tứ giác OIBE theo cái phương pháp đó là hai góc có đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh với số đo bằng nhau nhé. Rồi ta sang đến tứ giác thứ hai. Tứ giác thứ hai mình cần xét là tứ giác OIFC. Thì tứ giác này nó có góc C bằng 90 độ này, góc OIF bằng 90 độ này, do đường thẳng D vuông góc này. Như vậy tổng hai góc đối bằng 180 độ. Nó khác cái phương pháp chứng minh ở trên, do đó mình
phải trình bày nhá. Ta xét tứ giác cũng được, xét tứ giác OIFC có cái gì? Có góc ACO, có góc ACO bằng 90 độ này. Ở đây ta giải thích bổ sung. Đúng không? Đây ta khẳng định thì ta giải thích đó là vì AC là tiếp tuyến, vì AC là tiếp tuyến của cái đường trọng tâm O. Đấy. Chữ TT thầy viết T2 là thay tiếp tuyến nhá. Viết tắt ở nhà thầy cho mình viết tắt. Mà đi thi thì mình giải thích đầy đủ đúng không? Rồi tiếp nhá. Góc OID, góc O này, I à, F nhỉ, dùng chữ F, OIF của mình bằng 90 độ và ta giải thích. Đấy, ở phần trước thì mình giải thích trước rồi mình khẳng định sau. Ví dụ như cái chỗ vì D vuông góc với OI theo giả thiết đúng không? Thế bây giờ mình khẳng định trước, giải thích sau thì ta lập luận là vì cái đường thẳng D này nó vuông góc với OI, OI theo giả thiết đúng không? Như vậy là mình sẽ cộng tổng hai góc, đó là góc ACO cộng với góc OIF của mình bằng 90 độ này, cộng với 90 độ nó là bằng 180 độ. Đó. Thì ta có thể kết luận luôn với các độ tiếp xong ta giải thích, hoặc mình giải thích trước rồi mình kết luận nhé. Ví dụ thầy giải thích trước là ta lập luận là mặt góc ACO và cái góc OIF là hai góc đối, là hai góc đối, đối là đối diện cũng được mà đối cũng được, của cái tứ giác, thì chúng ta chữ tứ giác này, tứ giác mình đang xét đó là tứ giác OIFC. Như vậy là tổng hai góc đối diện của tứ giác đó bằng 180 độ, thì từ hai điều này mình sẽ suy ra được tứ giác OI đúng không? O này, I này, F này, C nội tiếp. Nội tiếp hoặc là mình viết nội tiếp được đường tròn. Tùy viết nội tiếp cũng được. Được chưa? Như vậy là qua cái IA thì mình chứng minh hai cái tứ giác nội tiếp, hai tứ giác nội tiếp bằng hai cái phương pháp khác nhau. Cách thứ nhất là cái tứ giác thứ nhất mình chứng minh hai góc có đỉnh nội tiếp cùng nhìn một cạnh với số đo bằng nhau. Còn cách cái tứ giác thứ hai là mình dùng tổng hai góc đối của nó bằng 180 độ, được chưa? Thì trong những bài toán mà đề thi thì ít khi người ta cho cái kiểu là chứng minh liền hai ba cái tứ giác nội tiếp. Tuy nhiên trong bài luyện thì thầy cho mình đưa ra các cái bài tập mà nó phải chứng minh cái tứ giác nội tiếp để sử dụng sau này nhá. Cụ thể việc chứng minh hai tứ giác nội tiếp sẽ hỗ trợ cho mình cái ý B, đó là ta đi chứng minh Y là trung điểm của đoạn thẳng EF đấy nhá, đoạn thẳng EF là đoạn thẳng này. Đó. Ý B cái điều ba đó là chứng minh Y là trung điểm của cái đoạn thẳng EF nhá. Đấy, đây là bài nhá. Vậy mình chứng minh như nào? Thì chúng mình Y là trung điểm thì ta thấy rằng là EF thẳng hàng rồi, ta chỉ cần chứng minh IE bằng IF là xong đúng không? Thế mà chứng minh IE bằng IF á, chứng minh IE bằng IF thì đối với đường tròn thì mình khó có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không? Khó có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau, vậy thì mình chứng minh theo kiểu khác. Đây, ví dụ như mình chứng minh hai cái đoạn thẳng IE bằng IF á bằng nhau, thì nếu như theo hướng là chứng minh tam giác thì ta thấy rằng là IF nó là tam giác, cạnh của tam giác mà BIF cũng được mà OIF được, nhưng mà trong tam giác OIF nó vuông thì mình sẽ chứng minh dễ hơn đúng không? Vậy mình nối thêm O với N, được chưa? O với N. Nếu mà mình chứng minh được tam giác OIE bằng tam giác OIF, OIF nối O với F, O với F thì nhầm đỉnh F. Mà hai tam giác nếu mà bằng nhau được thì ta sẽ suy ra hai cạnh bằng nhau, đúng không? Mà hai tam giác bằng nhau thì đương nhiên cạnh OE bằng cạnh OF, đúng không? Vậy thì nó trở thành tam giác cân mà mình có OE là đường cao. Vậy thì ta đi chứng minh tam giác OEF là tam giác cân tại O, đúng không? Mà cân tại O thì mình đi chứng minh
theo cái cách, tại vì mình đang cần chứng minh là trung điểm thôi, nên là không thể chứng minh theo cách thứ ba, nó là hai trong bốn loại đường trùng nhau được, mà mình phải chứng minh theo cái cách đó là hai góc kề đáy bằng nhau nhá. Như vậy thầy phân tích này, nếu mình chứng minh được hai góc này, góc O N I, thầy vạch tí nữa thầy xóa đi nhá, bằng được cái góc O E O F I, là chữ N nó gần đây cứ đọc nhầm, O F I mà bằng được góc O E I thì tam giác này tam giác cân, đúng không? Tam giác cân thì ta sẽ có là đường cao đồng thời trung tuyến, vậy nó là trung điểm, đúng không? Vừa học Meet vừa học Zoom thì đương nhiên là loạn rồi nhá. Nếu mà cái nào cần thì con nghe, không thì thôi. Bây giờ vào rồi tí nữa con phát ra thì tự nhiên thì tự động nó vào Meet thôi nhá. Rồi nhá. Bây giờ mình cần chứng minh hai góc này bằng nhau, để ta đi chứng minh như này. Thì trong trường hợp này mình không thể chứng minh hai góc bằng nhau được, đúng không? Bởi vì mình đã cần chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Đó. Không thể chứng minh hai góc thông qua tam giác bằng nhau, vậy thì thông qua các cái kết quả chứng minh trên, góc này O E I, đây các bạn nhìn nhá, O E I là góc nội tiếp của tứ giác ban đầu mình xét. Đó. Thì nó bằng góc này. Đó. Bằng góc này. Góc này nhá. Đó, tức là bằng E đó, bằng góc đây, bằng góc này O B I, đúng không? Đó, bằng góc nhìn nhá, O B I chính là O B C đấy, được chưa? Đó. Đấy là hai góc này cùng chắn cung O I, lúc này nó là trở thành cung O I rồi. Thế còn cái góc này góc O F I thì nó bằng góc O C I. Đó. OCI chính là OCB, mà tam giác OBC cân tại O, vậy là góc B này bằng góc C này, vậy là bốn góc này bằng nhau, vậy hai góc bằng nhau, ok chưa? Đó, như vậy mình thường sử dụng kết quả chứng minh trên để mình chứng minh cho ý dưới, người ta sử dụng kết quả thứ nhất này, vì cái tam giác vì tứ giác O này, I này, B này, E nội tiếp theo CMT, tức là chứng minh trên nhá, thầy cho viết tắt ở nhà này, chứng minh trên thì ta suy ra góc OEI, O này, E này, I bằng góc OBI, OBI được chưa? Đây là cùng chắn cung. Đó, ta giải thích được vì tứ giác nội tiếp rồi thì lúc này nó là cùng chắn cung gì nhỉ? Cùng OI hoặc IO đều được. Đấy, được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì vì tứ giác OIFC, OIFC nội tiếp theo CMT chứng minh trên thì ta cũng suy ra được hai góc cùng chắn cung, đó là IFO hoặc là OFI, O nhá, FI nó bằng cái góc OCI, OCI. Được chưa? Đấy. Mà cái tam giác này OBC, giờ ta chứng minh tam giác OBC cân nhá, ta có OB bằng OC bằng bán kính R, hai điểm nó nằm trên đường tròn tâm O thì nó cùng bằng bán kính R. Nên ta suy ra, để viết sang bên này, chỉnh cao lên nhé. Này hơi khó nhìn nhỉ. Các bạn nhìn kết hợp với hình của mình ở trong sách nhé. Nên ta suy ra cái tam giác O B C nó cân tại đỉnh O, và cân tại O thì mình suy ra cái góc, mình đọc theo tên này nhá, tên này là OBI, OBI, góc OBI bằng góc OCI, tính chất bằng góc OCI, đây là tính chất của tam giác cân, đúng không? Tam giác cân thì viết tắt nhá,
Đấy. Như vậy kết hợp 1, 2, 3 đi cho nó tiện. Được không? 1 là cái đẳng thức này. 2 là cái đẳng thức này. Đây là 2. Đây mình quên mất, không giải thích này. Chỗ này cùng chắn cùng nhá. Bổ sung thêm như này. Cùng chắn cùng. Cung này cũng là cung OI. OI nhưng mà của tứ giác khác đúng không? Đây là 2. Và cái này là 3. Thì từ 1 2 và 3 nó suy ra từ 1 này, 2 này và 3 ta suy ra hai góc bằng nhau, nó là góc OEI, O này, E này, I bằng góc OFI. Mà hai góc này bằng nhau có nghĩa là mình sẽ tam giác OEF cân, tam giác OEF cân tại O. Đấy, mình chỉ rõ cân tại O. Đấy, có OI, OI vuông góc với cả EF theo như giả thiết. Như vậy mình suy ra OI vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến, ở đây mình chỉ cần đường trung tuyến thôi. Sẽ OI vừa là đường cao vừa là đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Mà là đường trung tuyến thì ta suy ra I là trung điểm của EF, suy ra I là trung điểm của EF. Được, và đây chính là điều phải chứng minh, phải thêm điều phải chứng minh cần cho nhớ nhá. Như vậy mình đã chứng minh xong câu câu B như thế nào. Thầy chỉ cần quay một tí. Nha, như vậy mình chứng minh sang câu B. Thì đối với câu B mình đã sử dụng triệt để cái kết quả chứng minh trên, là kết quả của việc chứng minh được hai tứ giác trực tiếp. Nha. Ta sang đến câu C. Câu C, để thầy quay máy sang đây. IC người ta cho K là điểm trên cung nhỏ BC. Điểm K này là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC. Kẻ tiếp tuyến qua K, kẻ tiếp tuyến nó cắt cái AB tại M, cắt AC tại N, hai điểm đây. Và người ta yêu cầu mình tính chu vi của tam giác AMN. Thấy chưa? Biết rằng là độ dài cái đoạn thẳng OA lúc này nó là bằng 2R, đúng không? Thì trong cái đầu bài mình đọc trước, mình vẽ luôn trong trường hợp nó bằng 2R rồi, phải vẽ lại. Nếu không, một là mình vẽ lại, hai là mình không cần vẽ lại, mình cứ thế suy luận thôi nha. Được chưa? Thì ta phân tích này, đối với chu vi của tam giác, chu vi thầy hay viết chữ P, thì cứ tắt nhé, P của A, M, N thì nó bằng độ dài đoạn thẳng A, M này, cộng với cả M, N này, cộng với cả A, N này. Được chưa? Đấy. Vậy làm nào để mình tính được cái chu vi này? Thì ta có thêm cái giả thiết bổ sung, đó là K, M là tiếp tuyến, K, N là tiếp tuyến. Bởi vì qua K kẻ tiếp tuyến nó tắt AB, AC tại M, N mà, đúng không? Thì K, M là tiếp tuyến. K, M là tiếp tuyến thì M, B cũng là tiếp tuyến, M nằm trên tiếp tuyến AB. Vậy là M, B, M, K là hai tiếp tuyến ăn nhau tại một điểm, vậy là M, B bằng M, K, đúng không? Đây là một ca nhá. Đây thầy gạch này cho dễ nhìn. Thêm màu đỏ này nhá. Và hai đoạn này bằng nhau này. Đó, nhìn thấy không? Thầy tương tự như vậy thì NK bằng NC, bởi vì lúc này NK và NC cũng là hai tiếp tuyến của đường thẳng một. Đó, nó bằng nhau. Vậy là ta sẽ đưa về việc là thay cái đoạn thẳng MK bằng MB thì tổng nó sẽ bằng AB. Bên này tổng AN cộng với NK sẽ bằng AC, đúng không? Vậy thì việc còn lại mà AB bằng AC, việc còn lại mình tính được AB là sẽ ra được chu vi, đúng không? Được chưa?
Sao mình đi chứng minh nhá. Ý C của bài này. Sao lập luận này? Vì MK này, MK và MB lúc này nó là hai tiếp tuyến của cái đường tròn tâm O bán kính R đó. Để viết đường tròn tâm O thôi được. Nên ta suy ra được tính chất hai tiếp tuyến khác nhau, ta dùng độ dài đó là MB bằng MK, MB bằng MK hoặc MK bằng B, đây là tính chất. Tương tự như vậy thì mình có là vì NK và NC là hai tiếp tuyến khác nhau của cái đường tròn tâm O. Thế nào? Thì ta sẽ suy ra được cái gì? NK, NK hoặc KN cũng vậy đúng không? NK bằng NC và đây là tính chất. Đó. Bây giờ mình đi tính chu vi theo công thức tổng của dài ba cạnh nha. Ta có chu vi của tam giác AMN thì bằng độ dài tổng độ dài ba cạnh đó là AM cộng với MN cộng với KN hoặc NK. NK đó. AN đó. Giờ mình tách nhá. Tách cái chỗ MN thành hai đoạn đúng không? Tức là mình sẽ có là bằng AM này cộng với MN, ta tách thành MK. MK còn cộng thêm NK, NK hoặc KN cũng được, NK nhá. Rồi cộng với AN của nó. Được chưa? Rồi bây giờ mình thế vào nhá, tức là bằng AM này cộng MK, ta thay bằng MB này. MB cho thành nhóm này cộng với NK, ta thay bằng KN. NK thay bằng NC, NC chứng minh trên này đúng không? Cộng với AN này, cho thành một nhóm này. Ở đây thì mình có thể giải thích bổ sung thêm đây, vì mình có là MB bằng MK phải NK bằng NC theo chứng minh trên này nhé. Hoặc không giải thích cũng được, chỗ này không giải thích cũng được. Rồi, thế là ta sẽ thế nó vào. Như vậy thì tổng độ dài hai cái đoạn này AM cộng MB chính là bằng mình viết dòng này nhá, hoặc là mình viết PM được, chu vi tam giác PM. Như vậy nó bằng AB cộng với AC. Được chưa? Thế giờ mình tính được AB là xong rồi đúng không? Mình thêm một lập luận nữa, đó là vì AB và AC là hai tiếp tuyến của cái đường tròn tâm O theo giờ tiếp đúng không? Nên ta suy ra AB bằng AC, AB bằng AC, đây là tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Nên ta suy ra chu vi của tam giác AMN lúc này nó bằng hai lần AB. Như vậy nhiệm vụ còn lại của mình là chỉ cần tính nốt cái độ dài đoạn thẳng AB là xong. Được chưa? Thế làm nào để tính AB? Trong trường hợp này người ta cho OA bằng 2R. Thì ta có là OA bằng 2R rồi, OB bằng R rồi thì dễ rồi, đúng không? Dễ rồi. Dùng Pythagore cũng được. Xong, hoặc là dùng sin cos đều được, đúng không? Sin cos hoặc là tan đều được hết, đúng không? Mình dùng thì các con nhá, tam giác vuông tại B, vì AB là tiếp tuyến của cái đường tròn tâm O, là mình giải thích thêm như này, được chưa? Người ta sẽ suy ra được hoặc là có Pythagore, đó là mình được quyền viết luôn là AB bằng nhá, có là AB bằng căn bậc 2 của theo sách giáo khoa là mình được quyền viết luôn là bằng căn bậc 2 của OA bình phương, OA bình phương trừ đi OB bình phương, OB bình phương, và mình giải thích là theo
định lý Pythagore hoặc là biết Pythagore thôi, thì Pythagore. Bạn nào không thích tính theo cách này tính theo sin cos tan được nhá. Thì mình phải tính theo góc đúng không? Mà thôi mình tính theo Pythagore đẹp hơn. Thay vào nhá, nó bằng căn bằng 2 của OA bằng 2R tất cả bình phương trừ đi OB là bằng R bình phương, tức là bằng 4R trừ đi R, 4R bình trừ đi R bình là 3R bình bằng R căn bằng 2 của 3. Được. Như vậy là chu vi của tam giác, vậy chu vi của tam giác cần tính đó là AMN mình sẽ bằng 2 lần AB, tức là 2 nhân với R căn 3, R căn 3 là xong. Được chưa? Thì mình cũng sẽ gặp cái bài này ý kiểu như này trong rất nhiều bài toán liên quan đến hai trục tuyến khác nhau nhá. Ta sang đến ý D. Ý D người ta cho là qua ô kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt ABAC tại P Q. Ta kẻ nhá. Kẻ vuông góc với OA. À, chỗ này thì thầy xóa đi để mình làm cái này cho dễ hiểu, không lẫn. Đó. Thầy xóa đi các bạn. Không cần xóa được. Thầy xóa đi để thầy giải nó dễ. Đây nhá, mình kẻ vuông góc là qua ô, ta kẻ đường thẳng vuông góc với AO, nó cắt ABAC, cắt ABAC thì kéo dài thêm, đoạn này không cần kéo dài, nó cắt rồi. Lần lượt tại P và Q, tức là điểm này điểm P, điểm này điểm Q này, được chưa? Đây vuông góc nhá, vuông góc chỗ này thầy ký hiệu rõ, chỗ này phía dưới là dễ nhìn nhá. Dùng phía dưới nhá, để dùng phía dưới là dễ nhìn này, à, phía trên được dưới cũng được nhá. À. Thì xóa ý này đi nhá, rồi người ta yêu cầu mình tìm vị trí của cái điểm A ấy, để cho diện tích của cái tam giác ABQ nhỏ nhất. Thì trước hết là ta thấy là diện tích của tam giác, diện tích của cái tam giác APQ thì nó bằng cái gì, bằng biểu thức nào? Đấy. Thì diện tích tam giác thì bằng 1/2 đáy nhân chiều cao tương ứng. Thì mình có chiều cao OA rồi, đáy là PQ rồi, đúng không? Đấy. Chiều cao đây rồi. AO rồi, đấy là PQ rồi. Mà mình có là AO là phân giác của cái góc tạo bởi hai tiếp tuyến theo tính chất, tức là nó cũng là phân giác của góc PAQ luôn. Vậy là đường cao đồng thời là phân giác thì nó là tam giác cân, tam giác APQ là tam giác cân tại A nhá, được chưa? Tam giác cân thì mình sẽ có được hai cái tam giác này bằng nhau này, tức là mình suy ra được AP bằng AQ này, tức là tam giác AOP sẽ bằng tam giác AOQ, được chưa? Mà hai tam giác bằng nhau thì diện tích của nó bằng nhau, như vậy là diện tích tam giác APQ nó sẽ gấp đôi diện tích tam giác AOP hoặc là gấp đôi diện tích tam giác AOQ, được chưa? Như vậy mình đưa về việc xử lý cái tình huống đó là ta đưa về diện tích tam giác AOQ chẳng hạn. Rồi ta đi tính tiếp. Không? Thì diện tích tam giác AOQ nó lại bằng đáy là AQ chiều cao OC, đúng không? Nên độ chiều cao OC. Chiều cao OC mà tam giác AOQ đấy nó là tam giác vuông tại O. Đây là chiều cao đường cao OC, vậy là mình có hệ thức lượng là OC bình phương sẽ bằng AC nhân với QC, đúng không? Được chưa? Và bằng OC trong một bán kính OC bình phương theo bằng R bình phương, được chưa nào? Vậy là đối với cái độ dài đường thẳng OC là bằng R là không đổi rồi, thì cái cạnh AQ này là phải
nhỏ nhất hay lớn nhất nào? Nhỏ nhất thì diện tích của cái tam giác AOQ nhỏ nhất đấy, quy về diện tích tam giác AOQ nhá, nó dễ nhìn ở phía trên được, phía dưới được, vì hai cái tam giác AOP với tam giác AOQ là bằng nhau mà nhá. Giờ mình phân tích nhá, thầy phân tích rồi, bây giờ mình trình bày nhá và thầy kết hợp phân tích bổ sung nhá. Dễ thì đây này, thì ta có này, cái gì có trước ta biết trước, ta có là OA vuông góc với cả PQ theo như giả thiết, nên là suy ra diện tích của tam giác APQ nó bằng 1/2 đáy, ta chọn là PQ nên chiều cao AO hoặc OA được chưa? Bây giờ mình đi chứng minh tam giác này cân để suy ra được hai tam giác AOP và AOQ bằng nhau. Vì ta có là vì vì AB đi, AB và AC là hai tiếp tuyến của cái đường tròn tâm O theo giả thiết, nên ta suy ra lúc này mình dùng đến tính chất AO là tiếp tuyến nhé, AO là tiếp tuyến của cái góc PAQ luôn nhé, hoặc là thôi mình viết là BAC đó. Hai phân giác cái này thầy viết nhầm này. Xin lỗi nha, chỗ này phân giác này. PG nhá, phân giác chỗ này hay là AO là phân giác của cái góc P này, A này, Q này, dạ lại có AO vuông góc với cả PQ đó, theo như giả thiết đủ dòng góc đủ đúng không? Thì ta sẽ suy ra được tam giác APQ, tam giác APQ cân tại A nhá, cân tại A nên ta suy ra chỗ này. Thì đối với câu tìm điều kiện hay câu D đấy, thì việc chứng minh các cái ý nhỏ lẻ này thì ta có thể làm tắt được nhá. Ví dụ như chỗ này lẽ ra thầy cho mình theo phần chứng minh thì mình phải chứng minh thêm yếu tố là lập luận là suy ra AO vừa là đường cao vừa là phân giác thì nó mới tất cân nhá. Rồi tiếp tục nhá, nên ta suy ra AP bằng AQ tất cân. Thế mà khi thì mình phải xét tam giác để chứng minh hai tam giác AOP bằng tam giác AOQ. Nhưng mà bây giờ mình cần nhá. Đấy, mình suy ra. Suy ra là chỗ này tam giác cân. Suy ra nếu mình không cần dùng chứng minh tam giác cân thì mình chứng minh là OP bằng OQ. Đó, tức là suy ra AO AO. Chỗ này thì mình không cần suy ra đoạn này được nhá. Chỗ này không cần, để gạch đi nhá. Bỏ cái này đi được. Đó, chỗ này không cần. Tại vì mình muốn đổi về diện tích tam giác thì mình không cần cái đoạn là AP bằng AQ để chứng minh hai tam giác bằng nhau nhá. Chứng minh hai tam giác bằng nhau cũng được nhưng mà nó sẽ dài nên là thầy không dùng cách đó, thì dùng là AO. AO cũng là đường trung tuyến. Là đường trung tuyến. Đúng không? Tức là suy ra OP bằng OQ. Như vậy suy ra diện tích của tam giác APQ lúc này nó bằng diện tích của tam giác AOP cộng với diện tích tam giác AOQ. Được chưa? Bằng hay là nhá, 1/2 này. 1/2 của AO này, AO nhân OP này, OP cộng với 1/2 này, AO này nhân với OQ này, OQ đúng không? Các bạn bảo 1/2 thì chỗ này là OA giữ nguyên PQ như vậy là ta sẽ được là bằng 1/2 nhân với mở móng nhau. Nhân với AO trước này, nhân mở ngoặc này,
OP cộng OQ, đúng không? Tức là bằng hai lần, chỗ này bằng hai lần PQ đi, đúng không? Bằng 1 phần 2 nhân với AO nhân với PQ, tức là bằng, hoặc là mình viết là bằng 2 lần OQ đi, thay đổi thành về là 2 lần OQ để mình đưa về cái tam giác phía dưới AOQ nhá. Còn nếu mình viết là 2 lần OP thì mình sẽ dùng tam giác ở trên là AOP và dùng đường cao là OP nhá. Mình thể dùng phía dưới bởi vì tam giác phía trên nó có nhiều đường, nó lằng nhằng hơn, nên thầy đưa về là, thầy giúp gọn đi là bằng OA nhân với OQ, OQ, đúng không? Đó, như vậy nó bằng cái tích đó nhá. OA nhân OQ, được chưa? Tức là bằng hai lần, cho em bằng hai lần S của tam giác AOQ, AOQ, được chưa? Mà mình lại có là diện tích của tam giác AOQ bằng OC nhân với O, 1 phần 2 OC nhân với AQ, 1 phần 2 OC nhân AQ. Tức là bằng 1 phần 2 nhân với R, đúng không? OC là bằng R rồi, nhân với AQ, đúng không? Giờ ta lập luận nhé. Để cho diện tích của cái tam giác APQ, tam giác cần suy luận đó, nhỏ nhất thì S của AOQ, tức là đưa về diện tích của tam giác AOQ này, nhỏ nhất tức là suy ra đây, diện tích của tam giác AOQ thì nó bằng 1 phần 2 R nhân với AQ, như vậy nó còn phụ thuộc AQ đâu, tức là AQ sẽ nhỏ nhất, đúng không? Thì là AQ nhỏ nhất. Đấy. Như vậy bây giờ mình quay trở về việc cái tìm điều kiện để AQ này có độ dài nhỏ nhất. Đó, thì AQ có độ dài nhỏ nhất như nào? Thì mình có cái tam giác AOQ là tam giác vuông này. Đó. Tam giác AOQ vuông có cái tam giác AOQ vuông tại O nhá, đúng không? Do là AO vuông góc với cả PQ đấy. Rồi lại có là OC vuông góc với AQ. Như vậy mình có hệ thức lượng đó là OC bình phương bằng, OC bình phương thì bằng tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền, đó là AC nhân với CQ. Đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông, được chưa? Viết tắt hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé, viết tắt này. Đó. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Theo bất đẳng thức Cauchy, bây giờ mình dùng Cauchy này. Đây, đây là tích nhá. Theo bất đẳng thức Cauchy, ở chỗ này nó có thể viết thêm là chỗ này là chia R bình phương, tức là các bạn AC nhân với CQ bằng R bình phương này, không đổi này, không đổi. Thì theo bất đẳng thức Cauchy, thì theo bất đẳng thức viết tắt nhá, Cauchy thì là có này, thầy quay sang đây, thế này được đấy, đủ đấy. Ta có cái gì? Thì ta có là AC đây, hoặc là viết là AQ trước nhé, AQ bằng AC cộng CQ, thì đây là tổng hai số này, thì hai số dương lớn hơn nó bằng hai lần căn bậc hai của AC nhân với CQ, được chưa? Đây là theo bất đẳng thức Cauchy.
mà mình có là cái gì nhỉ? AC nhân CQ, AC nhân CQ bằng cái gì? AC đó, AC nhân CQ. AC nhân CQ. Chỗ này là AC nhân CQ là bằng R bình phương, đúng không? Hai bạn nhá. Hay là AC nhân CQ, AC nhân CQ thì bằng R bình phương. Đây thầy viết xuống dòng này. Tức là chỗ này là viết tức là AQ. Đây viết tương đương đi. Lớn hơn bằng này. 2 này nhân với căn 1 2 của AC nhân CQ là bằng R bình phương. R bình phương tức là chỗ này là bằng kết quả là 2 2R. Được chưa? Như vậy nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2R. Vậy nhỏ dấu bằng xảy ra. Nhỏ nhất của nó là bằng 2R nhé. Dấu bằng xảy ra này. Dấu bằng xảy ra. Khi khi mình có là hai cái số này bằng nhau, tức là hai đoạn thẳng AC bằng CQ. Được. Như vậy AC bằng CQ. AC mà bằng CQ thì cái tam giác cái đoạn thẳng AC bằng CQ thì nó phải bằng R đúng không? Bởi vì AQ bằng 2R. Đây, AQ bằng 2R. Được chưa? Đây này bằng R. Được chưa? R thì tam giác OCQ của mình ấy. Lúc này là tam giác vuông này, vuông tại C này. Có hai đoạn này bằng nhau bằng R này thì tam giác vuông cân đúng không? Thế là mình sẽ suy ra tam giác OCQ vuông cân tại C. Được chưa nào? Đó. Như vậy mình suy luận được là cái tam giác OCQ nó trở thành vuông cân. Vuông cân bây giờ mình đi tính OQ xem nó bằng cái gì nhá. OQ này, OQ bằng cái gì? Lúc này OQ của mình lên cái góc này sẽ là 45 độ nhá. Đây, suy ra là cái góc. Hoặc là dùng Pythagore cũng được. Vuông cân thì mình sẽ suy ra được là OQ. OQ của mình bằng căn 1 2 thì dùng Pythagore, không dùng sin cos, sẽ bằng căn bậc 2 của OC bình phương cộng OQ bình phương, tức là bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng R bình phương bằng 2 2R đúng không? R căn 2. R căn bậc 2 của 2R bình phương căn thì đưa ra ngoài là R căn 2. Tức là lúc này là OQ của mình bằng R căn 2. Được chưa? Mà người ta hỏi là tìm vị trí của điểm A. Đấy. Vậy là lúc này đó, cái điểm A nó nằm ở trên cái đường tròn đấy nhá, cái điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính là OQ, thế là bán kính O bán kính là R căn 2 các bạn. Lúc này là O điểm, bởi vì là OQ bằng OA mà đúng không? Tức là suy ra nhá, suy ra cái tam giác vuông cân tức là tam giác ơi dồn OC bình cộng OQ chỗ đấy gọi là OC cộng với CQ. OC ở chỗ này để viết nhầm đúng không? OC cộng CQ. Được chưa? Rồi quên rồi, tính luôn cái tam giác à. OCA luôn vuông cân được đúng không? Đấy nhá. Chỗ này thầy xử lý luôn đoạn này. Ta dùng tam giác à. Đấy nhá, các bạn phải chờ để chỉnh lại. Nếu không lúc này mình có là cái tam giác à. Bởi vì mình đây, thầy sửa lại cái này nhá. Suy ra tam giác à. Đặt, sửa lại chỗ này chút. Dấu bằng xảy ra khi mình có là hai đoạn là AC này bằng CQ bằng R này đúng không? Tức là suy ra
lúc này mình có là CA bằng CA bằng CO bằng bán kính R, tức là CA tam giác OCA nó vuông cân tại cái đỉnh C. Đó. Thì mình dùng Pythagore, tức là suy ra OA bằng căn bậc 2 của, theo Pythagore thì mình có là bằng căn bậc 2 của AC bình phương cộng với OC bình phương bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với R bình phương. Thôi thầy ơi, ơi. Thầy xoay camera ra phía bên kia không em nhìn hơi khó nhìn. À, cần viết này. Còn hình thì của mình rồi nhá. À, giờ. Như vậy là mình sẽ dùng đến cái tam giác OCA để mình tìm cái độ dài đoạn thẳng OA mà bằng R căn 2. Đó. Như vậy cái điểm A này nó luôn luôn phải cách cái tâm O một khoảng này. O là cố định rồi nhá. Nó cách tâm O một khoảng bằng R căn 2. Thì đây, nó quay quanh điểm O rồi, nó là thuộc đường tròn. Thuộc đường tròn tâm O bán kính R căn 2 thì khi đó diện tích tam giác APQ nó là nhỏ nhất nhá. Ta lỡ cái kết luận nhá. Vậy điểm A nó thuộc đường tròn đó. Đường tròn tâm O, tâm O là dấu chữa bán kính R căn 2 thì lúc này là diện tích F của tam giác APQ nhỏ nhất. Đó. Yeah. Thì cái câu này là câu cũng tương đối là khó. Để các bạn xem kỹ lại để mình có thêm kinh nghiệm cũng như là cái phương pháp tìm cái vị trí của cái điểm để sao cho nó thỏa mãn một điều kiện nào đó, và trong trường hợp này là để cái diện tích tam giác APQ nhỏ nhất, nó là phối kết hợp của các ý ở trên nữa nhé, kết hợp với cả định lý bất hợp cosy, như vậy nó khó thêm phần đó nữa, các bạn xem lại nhé. Còn điều gì thắc mắc thì những buổi sau để chữa các bạn hỏi thêm hoặc là nhắn tin cho thầy, thầy trả lời riêng nhé. Rồi nhá, mình xong cái phần bài 5. Bây giờ mình sang bài 6. Bài 6 nhá.